Bộ phim Thao Linh Bí Thuật. Sư phụ, Trường An còn xa không? Vượt qua ngọn núi này thì đến rồi. Sư phụ, bọn họ có lẽ đuổi theo không kịp rồi. Ta có thể đi chậm một chút, không được, đi. Sư phụ, Trường An có rượu gạo và bánh gạo của quê ta phải không? Đều không có. Nhưng mà có bánh bao thịt. Còn nhớ mẹ. Trưởng Đăng, cuốn bí thuật con cất cho kỹ. Ai? Nhi thần thỉnh An phụ hoàng. Hãy nhanh mang đi đi. Đi nhanh, mau đi. Phụ thân, phụ thân, bắt lấy chúng đi. Đi, đứng lại, chạy mau. Trưởng Đăng, ngươi sao vậy? Đi, chạy mau, nhanh lên. Trưởng Đăng, Trưởng Đăng, đi. Đăng Nhi, Đăng Nhi, Trưởng Đăng, đừng qua đây, chạy mau. Trưởng Đăng, nó là em của ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn đi. Trưởng Đăng, ta đem mẹ ngươi, con tiện tỳ này cũng tới rồi. Mẹ, còn có cậu và bà ngoại của ngươi. Giao trả bí thuật và ngọc ban chỉ, hay không? Đừng trách ca ca ta không khách khí. Đăng Nhi, đừng lo cho mẹ, mau chạy đi, chạy mau. Mẹ, Trưởng Đăng, đừng quên giao phó của quốc dương, chạy mau. Đại hoàng tử, chúng ta vượt sông, bắt hai người bọn chúng trở về. Không được. Bờ bên kia là lãnh thổ của Đại Đường, không thể đi qua. Vậy làm sao đây? Để bọn chúng trốn thoát tới Đại Đường sao? Mẹ, con đến cứu mẹ. Trưởng Đăng, mẹ, hãy nghĩ tới giao phó của quốc dương. Những người khác giết hết cho ta. Rõ. Mau chạy, đừng qua đây. Không có ngọc ban chỉ, ta chỉ có thể chiếu theo lệ này mà làm đại dương. Mẹ,
có người không? Có ai không? Đại phu ở đâu? Người biết ở đâu có đại phu không? Đều nói Trường An đầy đủ sung túc. Thầy trò chúng ta hai người đường xá xa xôi đến đây. Ông trời ơi, ai cản ở đó vậy? Ông già, ông không muốn sống à? Còn mang theo đứa nhỏ. Đều nói Trường An đầy đủ sung túc. Hai người chúng tôi tới nhờ cậy đại đường các người. Bây giờ ngay cả đại phu cũng không tìm được. Người la cái gì mà la? Người biết ta là ai không? Ta không quản người là ai. Ta là Triêu Quyền ở đây. Người dám đánh ta? Vì anh đài này nên nói gì đó dễ nghe. Chúng tôi có thể giúp ngươi, không cần động thủ đánh người. Đừng đánh nữa. Để cho ta chút mặt mũi được không? Nói thế nào ta cũng là quan phụ mẫu ở đây. Người thả hắn ra. Anh đài, không cần không hiểu tốt xấu là gì như vậy. Ngươi còn có đứa nhỏ, không thể không quan tâm đến sống chết của nó. Cấp quả công tâm, ác độc công thân. Tôi dùng ngân châm châm cứu rồi, không phải trọng bệnh gì. Cô nương, lão phu xin đa tạ vị cô nương này. Ta nói vị đại thúc này, cô ấy không phải là tiểu cô nương bình thường. Cô ấy là danh y của Trường An chúng tôi, Quyết cô nương. Lão phu có mắt không thấy Thái Sơn, lần nữa đa tạ vị cô nương đây. Không, ân công. Đại thúc, quý danh ngài là gì? Cha con hai người các ông từ đâu mà đến? Lão phu họ Mụ. Ta và hắn không phải cha con. Chúng tôi là hai người chủ tớ, từ thổ cốc hồn mà tới. Vậy, vì sao mà đến? Gia đình thiếu gia gặp trọng nạn. Chúng tôi thật sự cùng đường bí lối. Chỉ có thể đến đại đường tìm con đường sống. Ta thân là nhất phương huyện lệnh của Trường An, củ phẩm thôi. Cũng có nghĩa là hai người được chào đón. Tiền bối, ngài, đây là thiếu hiệp. Nghe ta nói hết câu, ngài lúc nãy bộ bộ tồn thiền, chiêu chiêu lưu tình. Ta biết ngài là người tốt, các người đều tốt. Cho nên, ta xin các người giúp đỡ chủ tớ hai người chúng tôi. Nhanh nhanh đứng dậy, đứng lên, đứng lên. Đại thúc, trên đường ông nhất định chưa ăn được bữa đàng hoàng. Ông ở bên ngoài ăn chút gì đó. Chúng tôi bàn bạc chút,
Không sao, ở đây có Quyết cô nương, ông nên ăn chút gì đó. Đi đi đi, không sao. Lý đại ca, hai người này không thể là do thám chứ? Gần đây thành Trường An có rất nhiều do thám đến. Theo như ngươi nói, Trường An ngày nào mà không có do thám chứ? Được rồi, ta thấy chủ tớ hai người này không phải ác nhân, trong giang hồ khó tránh khỏi lúc gặp nạn. Hắn thân thủ rất tốt, chúng ta có thể giúp thì nên giúp thôi. Nếu như sau này phát hiện bọn họ âm mưu làm loạn thì bắt bọn họ cũng không muộn. Ăn giỏi thật đó. Đại nhân, ân công, nhà môn chúng tôi thiếu một thư đồng sao chép. Ta thấy tiểu tử đó dáng vẻ khôi ngô túng tú, giữ lại bên cạnh ta là một thư đồng. Ngoài ra trong phủ tướng quân Uất Trì thiếu một người trông coi nhà cửa, yêu cầu phải biết võ công. Nếu ông đồng ý, có thể đi thử. Đại nhân, xin nhận một lạy của lão phu. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Nhưng mà ta nên cảnh cáo trước, nếu phát hiện hai người các ngươi là mật thám đến đại đường, Kim Nguyên Bảo đừng hàm hồ. Đại nhân, đại nhân, ân công, đại nhân, chắc chắn không phải. Điểm này xin ngài yên tâm, lão phu dùng cái đầu này để đảm bảo. Ta và thiếu gia của ta chết cũng chết ở đại đường. Ngươi xem, ngươi xem, cái gì mà chết chứ không chết, đùa chút thôi. Ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Chê cười rồi, chê cười rồi. 3 năm sau. Đại nhân, chồng của dân nữ là người tầm thường. Trái tim này của dân nữ rất cô đơn. Đại nhân, ngài xem, nhan sắc của ta cũng không tệ. Quỳ xuống. Đại nhân, ngài xem trong nhà ngài cần một nha hoàn hay không? Đại nhân, đại nhân, dân nữ có thể không xứng với đại nhân. Ngay ra làm gì? Lôi ra, lôi ra, nhanh lên. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, lôi ra. Cười cái gì mà cười? Trưởng đăng, giờ là lúc nào rồi? Nghỉ lễ này sao lại có nhiều người đến cáo trạng vậy? Chứng tỏ đại nhân làm quan phụ mẫu, nhận được yêu mến của lão bá tánh. Chức quan bây giờ của ta làm 5 năm bị cách chức, hết 4 lần lại phục chức 4 lần, còn cái gì mà dạng niên quyền lệnh chứ? Ta nghe mà xấu hổ. Mà phải nói cái tên tiểu sử sức là hán đó, như bây giờ đã là chánh tam phẩm, ta thì sao? Cũ phẩm. Hết cách, hết cách. Ta tính làm thêm một năm nữa thì cùng Lý đại ca đi du sơn ngoạn thủy. Không làm nữa. Đại nhân, đại nhân, ngài có thể phân xử giùm chúng tôi không? Nói, chồng của cô ấy muốn trêu chọc chúng tôi, nhưng tôi không phục. Chồng của tôi mà lại đi trêu gạo cô ấy. Nhìn thấy nhan sắc của cô ấy cũng xứng mà. Hai gì, như vậy đi, ta cho hai người chút tiền, hai người lấy tiền rồi tự thương lượng với nhau việc này. Giờ đang lễ lớn, đi về đi. Đại nhân, ngài ít nhất cũng phải truyền nhân chứng chứ, nghe chút lời làm chứng. Được, 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 truyền nhân chứng. Đại nhân, lão già đây khuya qua thức dậy luyện công, nhìn thấy chồng của nữ nhi này ôm ấp nữ tử kia. Nữ tử này, bổn quan phán xử cho ngươi, chồng ngươi dụng trộm lén lút. Ngươi liền về nhà viết đơn ly hôn, ly hôn chồng đi. Đi đi. Không được, chồng tôi vẫn muốn. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Các ngươi cuối cùng muốn cái gì? Ta muốn ngươi chết. À,
Người đâu, bắt chúng. Xong rồi, hai chúng tôi mang chè trôi nước đến tặng ngươi, liền gặp ngay đại nạn này. Ngươi nói xem, ngươi chọc giận ai rồi? Ta có thể chọc giận ai? Ta chỉ là một dạng niên quyền lệnh nhỏ bé. Ngươi hỏi hắn đi. Ba người đó rõ ràng là xông tới chỗ hắn. Ngươi đừng dọa hắn sợ. Nào, ngồi xuống. Ngồi. Nào, đây là của ngươi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Ở Trường An này nổi tiếng nhất là xem hoa đăng ăn chè trôi nước. Chúng ta quen biết nhau đã 3 năm rồi, cũng chưa cùng nhau ăn Tết. Nhanh, ăn khi còn nóng. Nhưng lúc nóng, ăn đi. Ngươi biết bọn chúng không? Lão già đó từng là thuộc hạ của phụ thân ta, Bạch Mi lão ông. Phụ thân, chúng tôi chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Phụ thân ta từng có rất nhiều thuộc hạ, võ công đều rất cao, nhưng bọn họ chưa bao giờ dạy cho ta, chỉ dạy cho đại ca của ta. Bọn chúng đều xem thường ta. Đây, đây là thuộc hạ của phụ thân ngươi. Vậy tại sao lại ra tay tàn độc như vậy, muốn đoạt mạng người? Thuộc hạ của phụ thân đều rất thích tranh công lấy thưởng. Hắn có lẽ là vô tình phát hiện ra tung tích của ta, muốn nhanh chóng giết ta để về giành công. Tại sao lại muốn giết ngươi? Ai muốn giết ngươi? Phụ thân ngươi sao? Phụ thân ta có lẽ cũng đã chết rồi. Ta cũng không rõ ai muốn giết ta. Chỉ mong không có ai tìm ra ta nữa, nếu không sẽ đem tới rắc rối lớn cho các người. Không thể nào. Ngươi còn phải cùng chúng ta đi xem hoa đăng đúng không? Thôi, ta muốn quay về nghỉ ngơi. Năm ngoái ta và sư phụ đã xem qua đăng rồi. Trường An thực sự rất đẹp. Hải nạp bách xuyên, bá tánh cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, là nơi đẹp nhất ta từng thấy qua. Ta xin cáo từ trước. Lễ hội qua đăng thượng nguyên, quỷ bỏ giờ giới nghiêm. Lễ hội qua đăng thượng nguyên, quỷ bỏ giờ giới nghiêm. Lễ hội qua đăng thượng nguyên, quỷ bỏ giờ giới nghiêm. Nếu có thể cứ như vậy thì tốt biết bao. Vô câu vô thúc, cũng không cần thăng đường. Sớm đã nói, ngươi cùng ta đi dân du tứ hải. Ngươi không muốn, lại muốn ở lại Trường An làm quan. Lý đại ca, ta đợi Tần Dương trở về, ta liền từ quan cùng ngươi đi dân du, không làm cái quyền lệnh dứt đi này.
Tiểu tử này có rất nhiều bí mật, chính là không chịu kể cho chúng ta. Không quan tâm hắn có bao nhiêu bí mật, hắn nhất định là một người lương thiện, nhỏ tiếng chút. Đi. Hai vị, mời dùng. Được. Tiểu tử Gia Gia, ngươi uống rượu gì? Cái gì mà tiểu tử không tiểu tử? Lưu lạc giang hồ, gặp nạn tại Trường An, ta sớm đã trưởng thành rồi. Hôm nay tìm ta có chuyện gì? Hôm nay nha môn huyện có hai nữ tử đến kiện cáo, mà cáo trạng rất là hàm hồ, nghe là biết bịa đặt. Sau đó lại đến một nhân chứng. Nhân chứng này ta nhìn một cái liền nhận ra là thuộc hạ của Thiên Trụ Dương, Bạch Mi lão ông. Ta vốn dĩ muốn lặng lẽ chuồn đi, không nghĩ đến hắn và hai nữ tử đó rút dao xông về phía ta. Vừa mai vì Ương tỷ tỷ và Lý đại ca đến thăm chúng tôi, ba người đó bị Lý đại ca giết chết. Đúng rồi, Lý thiếu hiệp có hỏi ngươi không? Hỏi rồi. Ta không muốn lừa bọn họ, nhưng mà cũng không muốn họ vướng vào rắc rối. Nếu họ biết được thân phận của ta, bọn họ chắc chắn sẽ giật mình. Ta biết rõ con người của Bạch Mi lão ông. Ta phỏng đoán Thiên Trụ Dương vẫn chưa biết tâm tích của ta. Vậy tên đó có lẽ là vô tình mà phát hiện được ta, muốn nhanh chóng giết ta đem về tranh công. Không tốt rồi. Nhưng vậy nhất định cần phải cẩn thận, biết chưa? Ngày mai ta đi ngoài đường nghe ngóng, xem có người của bọn chúng không. Được rồi, ta đi trước. Được. Quốc sư, tìm thấy Dưỡng Đăng chưa? Vẫn chưa. Tháng trước đã phái Bạch Mi lão ông đi rồi, vẫn chưa quay lại, hành tung không rõ. Ngày nào chưa tìm được Dưỡng Đăng, tính vật còn chưa lấy được, ta liền không thể công bố ra ngoài tin tức phụ dương đã chết. Ta chỉ có thể là đại hoàng tử, ta mãi mãi không thể xưng dương. Ta đã nhẫn nhịn ba năm rồi, ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Rõ. Đường xá Trường An người ngựa rất nhiều, náo động ầm ĩ cũng không là biện pháp hay. Chúng ta ở Trường An nên tìm một người giúp đỡ. Thần đã rõ. Trưởng Tôn đại nhân, ngài đây, vẫn nên xem đây là nhà. Ngài nói một nhị phẩm tư không của Hồng Cốc Tự như ngài, chỉ vì sợ giờ ngài trốn đến nha môn huyện ta làm việc, thật là tinh lạ trong thiên hạ. Tiểu cũ, ngươi đừng có chế giễu ta. Ta đây không phải là chế giễu ngài, ta muốn ngài phải nhớ rõ rồi giết. Trưởng Tôn Tư Không đại nhân của Hồng Cốc Tự vì sợ vợ dọn đến Vạn Niên huyện môn làm việc. Huyện lệnh đại nhân mỗi ngày 5 lượng đem đại đường cho hắn thuê. Định dậy đi nha. Được. Trưởng Đăng. Trưởng Đăng. Trưởng Đăng. Trưởng Đăng. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Lý đại ca, hôm nay ta mời huynh. Huynh cứ tự nhiên ăn uống, ta và huynh nói chuyện xưa. Giữa ngươi và ta có chuyện xưa gì? Đối với ta mà nói, hôm nay nhìn thấy một người quen, với ông lão râu trắng lần trước, chỉ là người hôm nay còn lợi hại hơn. Chưởng Đăng, người tuổi còn nhỏ, không nên uống say, không cần miễn cưỡng. Huynh xem thường ta là con nít. Làm gì có, Lý đại ca, ta từ nhỏ tới lớn đều ở trong cung, không có bạn bè gì. Nếu như huynh không xem thường ta, thì hãy xem ta là tiểu huynh đệ. Ta kính huynh một ly.
Mẹ ta là Tiểu Dương Phi của Thổ Cốc Hùng, cha ta là Quốc Dương của Thổ Cốc Hùng. Ta còn có một ca ca, hắn là con của Đại Dương Phi. Quan hệ chúng tôi từ nhỏ đã rất tệ. Chúng tôi đều có quốc sư. Hắn cùng với Thiên Trụ Dương quốc sư học võ, ta cùng với Mộ sư phụ học võ. Một ngày 3 năm trước, cha ta đột nhiên tới tìm ta, đưa cho ta một quyển sổ, còn có ngọc ban chỉ tính vật của Quốc Dương. Ca ca muốn trở thành Quốc Dương, liền ép cha ta đang mang trọng bệnh. Bọn chúng giết chết mẹ ta, còn có cả nhà bà ngoại ta, đuổi ta và sư phụ đến Trường An. Là Tinh Túc Hải và Hoàng Hà chặn lại đường đi của bọn chúng, nếu không chúng tôi bây giờ đã chết. Sau đó chúng tôi trên đường lớn của Trường An mới gặp được các huynh. 3 năm nay chúng tôi không nói ra bí mật này, muốn cả đời này chết già ở Trường An. Mãi đến lần trước Bạch Mi lão ông đó đến giết ta, hôm nay lại đến Thiên Trụ Dương quốc sư. Ta không biết hắn đến Trường An là vì bắt ta hay lại làm chuyện gì xấu. Hắn là kẻ tàn độc nhất trên đời, ta không thể để hắn lại hại người. Ta nghe sư phụ nói đám người này ngày ngày ở trước cửa Tần Dương phủ lảng vảng, ngày ấy là bằng hữu của huynh, huynh là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, ta phải nói sự thật. Có lúc uống chút rượu cũng thật vui vẻ. Lý đại ca, nếu huynh không xem thường ta, huynh có thể cùng ta kết bái không? Sau này huynh là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của dì Ương tỷ tỷ, cũng là bằng hữu của Quyện Thái gia. Nếu mọi người đều không xem thường ta, ta muốn cùng mọi người làm bằng hữu cả đời. Hai người chúng ta đã sớm lại là huynh đệ rồi. Vậy từ hôm nay trở đi, ta chính là nghĩa đệ của huynh. Đã là nghĩa đệ thì cạn hết chén rượu này. Được. Điện hạ, chúng ta rời khỏi Trường An đã 2 tháng rồi, cứ ở bên ngoài chinh chiến, cũng không biết thành Trường An có biến sự gì. Có Lý đại hiệp ở đó, không thể có gì xảy ra. Hồ phó tướng, ngươi đi ra roi thúc ngựa, bí mật trở về thành Trường An, điều tra xem có tình hình nào khác thường, có bất kỳ tình hình gì nhanh chóng báo cho ta biết. Nhận lệnh. Đại ca, đây hình như là cống phẩm, chỉ có người mang nhiệm vụ quan trọng mới có thể xem. Ngài là thái tử, hoàn toàn xứng đáng được giữ bức tranh này. Lão Tam, đây là có ý gì? Đây là danh tác của danh gia Đỉnh Nam, không có họ Hạ, còn có họ Phùng. Ở đây cách một ngọn núi, một con sông lớn, cách chúng ta rất gần. Như vậy người nắm chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử phái đến một đặc sứ chuyên. Được rồi, được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Lão nhị cũng không dễ dàng, nam chinh bắc chiến chạy ngược chạy xuôi, ba huynh đệ chúng ta vẫn thật bái phục lão nhị. Đại ca, người nói như vậy chúng ta là người xa lạ rồi. Người lúc nào mà bắt đầu nịnh hắn rồi? Không phải nịnh hắn, chúng ta đã không thể ra tiền tuyến giúp đỡ, nhưng cũng không thể ở sau lưng đốt lửa. Hắn nam chinh bắc chiến, hắn nam chinh bắc chiến là vì ai? Lẽ nào là vì hai huynh đệ ta sao? Đại ca, trong phủ của hắn đếm hơn 80 người, văn tướng hơn 40, võ tướng hơn 40. Hơn nữa, mỗi người đều là quan viên giữ vị trí quan trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Quyền Linh, Hầu Quân Tập, Tần Quỳnh, còn có Vũ Văn Kiếm Hùng. Huynh nói
chúng ta đây có ai? Còn có thể trông chờ vào ai? Chưa kể, còn có một người đến không thấy bóng đi cũng không thấy vết. Lý Ngự Phong, ngay cả gia tộc Sức La giàu có của nước thù địch đều dựa vào hắn. Được rồi, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Lão Tam, ngươi muốn làm gì? Nhiều năm rồi, chúng ta chỉ là suối bẫy quan hệ của hắn và phụ hoàng. Dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, tiêu diệt hắn. Mai là ta bây giờ chỉ có một đứa con trai, sau này chết rồi không thể sanh đứa thứ hai, đỡ phải suối quẩy. Đại ca, đừng nghĩ quá nhiều. Ta đã thương lượng với Thiên Trụ Dương rồi. Trước tiên phải chặt đi cánh tay phải đắc lực của nhị ca, sau đó mai phục bên ngoài thành Trường An, tiêu diệt hắn. Bọn chúng muốn lợi ích gì? Vào đi. Người lén lén lút lút ở đó làm gì? Người ta tới đem chút gì cho ngươi ăn, ngươi sao lại không tỏ ra cảm kích chút nào vậy? Tốt rồi, nàng đến Tần Dương phủ làm gì? Ta tìm lão Trình tống tiền một chút. Không nghĩ tới ông ấy trọng nghĩa như vậy, làm một bàn lớn đồ ăn, cho nên ta đem đến cho huynh một ít. Đây là học của ai vậy? Đi bắt nạt người thật thà. Ta cũng không thể bắt nạt được ông ấy. Nếu như ta dám bắt nạt Vũ Văn và Đỗ sư phụ, hai người họ mắng ta chết, sau đó trạng cáo đến Tần Dương, thì ta ở Trường An trốn cũng không kịp. Đây là một quyển bí thư. Vốn dĩ muốn đàng hoàng nói ra một ước nguyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không chắc nữa. Nói đi. Sau này chúng ta và Kim Nguyên Bảo đi ra nước ngoài ở ẩn đi, đừng làm cái loại chuyện đánh đánh giết giết này. Tần Dương đã có rất nhiều người phụ giúp rồi, chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi. Nào, ăn thôi. Đại, trưởng đội đường xa tới đón chúng tôi vất vả rồi. Muốn uống chút nước không? Không cực khổ gì, giấy thông quan đã sắp xếp xong rồi. Vậy trưởng đội dẫn chúng tôi vào thành đi. Đi. Mọi người vào thành. Được, để ta xem. Chủ tử, hàng này để ở đâu? Trưởng đăng, nhìn gì đó? Sao không ra ngoài giúp đỡ Tư Không đại nhân? Ta để hắn giúp ta chép chút đồ,
Chép gì đó, sao không để ta làm là được rồi? Phi Bạch Thể và Tần Dương như nhau, bọn cẩu quan này, sớm muộn có một ngày ta muốn lột da chúng. Với cổ phẩm Tư Mã Quan, ngươi tức giận cái gì? Đại hoàng tử không hiểu. Ta phái người thăm dò qua, tên tiểu tử quan cổ phẩm này lai lịch rất lớn. Hắn sinh ra từ một gia đình giàu có nhất ở Trường An, gọi là gia tộc Sức La. Trong nhà chức quan cao nhất là chánh nhất phẩm, chức vị thái phó thái tử. Ai? Người nào? Tối nay các ngươi không phải đi trộm đồ chứ? Nếu không sao lại bị thương bởi ám khí? Chuyện này không liên quan tới Lý đại ca, là quân ấy đã cứu ta. Ngươi tại sao lại theo dõi Thiên Trụ Dương? Ta muốn biết hắn ở đâu, còn có ai? Vậy ngươi có nghĩ qua chỗ của hắn có cài sẵn bẫy? Ta kích động quá rồi. Trên ám khí có độc không? Có. Nhưng mà là ta có thể giải. Tâm tình ngươi ta có thể hiểu, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực. Không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Lý đại ca, huynh đừng la hắn. Hắn vẫn là một đứa trẻ. Hắn muốn giúp ta điều tra án, tự mình hành động. Bị ta bắt gặp lúc ra cửa, liền lén đi theo. May mắn, may mà có Lý đại ca cứu ta, còn có ta giúp ngươi giải độc, đúng không? Tề Dương điện hạ, đến đây, ban tòa. Tề Dương điện hạ, việc nhờ ngài làm như thế nào rồi? Ta cùng đại ca đã bàn bạc. Đại ca ta đối với việc này thập phần để tâm, hơn nữa cũng đồng ý yêu cầu của các ngươi. Nhờ có Tề Dương điện hạ tiến cử mới có thể được thái tử điện hạ biết đến. Tam sinh hữu hạnh. Bố trí thế nào rồi? Theo bàn bạc lần trước là được. Tề Dương điện hạ, chủ ý của ngài thật là tuyệt vời. Đây đều là học được từ nhị ca của ta. Ta chỉ là học thành tài rồi trả lại cho hắn mà thôi. Vậy chúng ta đã định rồi. Trưa ba ngày sau, ngài và thái tử điện hạ đi lên cầu Chu Tứ. Ta đem người mai phục dưới cầu, đóng giả người của Tần Dương phóng quả tứ, giết người và thái tử. Đợi đại công cáo thành, binh lính của chúng ta chia hai đường. Một đường tại Trường An mai phục giết Tần Dương, một đường đi vào cung. Được. Ta cùng thái tử giả dạng bị thương, sau đó tiến cung. Lại sau đó, ông trời có giúp cũng không giúp được gì rồi. Ta đã lệnh cho người giỏi khinh công để quả tước vào trong phủ Tần Dương. Đến lúc đó, các người cứ lục soát tìm bằng chứng, trực tiếp bắt người. Ta nhớ hôm qua Diêm Lập Bổn có phải ở đây vẽ một ký hiệu? Là ở đây sao? Hình như là ở đây.
Hai người tìm kỹ cho ta. Cái quạt này là bệ hạ ban tặng, mật báo của bệ hạ. Nếu tìm không ra là có chuyện lớn đó. Ta nói hai người nhìn cái gì? Chia ra tìm. Rõ. Nhanh, tìm cho kỹ. Đại nhân, đây hình như là pháo đốt hay là pháo hoa? Trong phủ trước đây từng có món này không? Không có. Không có. Đây là chị dâu của ngươi xuống bếp, tự tay nấu cho ngươi. Cô nương thích là được. Thơm quá. Lão Trình, ta nói cả phủ Tần Dương chỉ có ông là tốt nhất, vừa hào phóng vừa lương thiện lại ôn hòa, còn Ngọc Thụ Lâm Phong. Đúng rồi, cái này là để trị vết thương té ngã, chia cho các huynh đệ rồi, hiệu quả rất tốt. Vẫn là cô nương đối với ta tốt nhất. Vậy thì ngươi nha, ngàn dạng đừng nói với Đỗ sư phụ. Người của hắn sinh bệnh ta đều không chữa. Hơn nữa, lão Đỗ cái tên đó là một lão già bảo thủ, một chút cũng không vui, không như lão Trình thấu hiểu lòng người. Dị Ương, đến đây. Đỗ sư phụ, đến đây. Đến đây chút. Qua đây, có chuyện gì? Lại đây với ta. Lão Trình, ông từ từ ăn. Được, được. Quyết Dị Ương, bàn thức ăn này thật là ngươi làm hay là lừa ở đâu? Miệng ngươi nói ra toàn lời cây độc. Tỷ tỷ làm đồ ăn vốn dĩ rất ngon, nịnh nọt. Nào Chưởng Đăng, nếu sau này chúng tôi không còn ở Trường An, ngươi có nhớ chúng tôi không? Không ở Trường An, mọi người đi đâu? Thiên hạ lớn thế này, ở đâu cũng là nhà, đi đâu cũng được. Ta sẽ rất buồn. Ta nhớ ra rồi. Chưởng Đăng, tôi giúp một tay. Ăn nhiều một chút. Ngon không? Mọi người nhìn xem, đây là cái gì? Đây là cái gì? Dùng để làm gì? Đây là của khách ở phủ Tần Dương, Đỗ Như Hối sư phụ tặng cho ta. Pháo hoa đẹp quá. Pháo hoa. Pháo hoa được đốt trong phủ chúng tôi nhiều năm nay, ta sao chưa nhìn thấy loại này? Đỗ sư phụ từ đâu mà có? Ta không có hỏi qua. Ngươi nói một đại lão gia lần đầu tiên làm loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, ta ngại hỏi ông ấy. Cũng đúng, cũng đúng. Nếu như là của Đỗ sư phụ tặng thì nhất định không thành vấn đề. Chưởng Đăng, đi, dẫn ngươi cùng đi đốt. Đi đi. Đẹp quá. Đẹp quá. Đồ của Đỗ sư phụ cho quả nhiên không giống cái khác, so với của chúng ta đẹp hơn nhiều. Thêm cái nữa. Được. Thật đẹp. Ngươi xem. Điện hạ, ta đã theo phân phó của ngài, hẹn đủ hết mấy người Đỗ Như Hối. Chờ một chút, pháp qua phát sáng, binh lính của chúng ta phân thành 5 nhóm diệt hết bọn chúng, dựa theo tội mưu phản của hình bộ. Nếu có người phản kháng, dí như kiểu của lão Trình đó, hạ thủ không cần lưu tình. Vậy Lý Ngự Phong thì sao? Hắn không chức không quyền. Nếu muốn cứu người, tội thông đồng mưu phản, trừng phạt tại chỗ. Dân. Lý đại ca. Lý đại ca. Kim Nguyên Bảo. Bây giờ mấy giờ rồi? Đầu nhức quá.
Nguyễn Thái Gia phải thăng đường rồi. Theo tủ lượng của ta tuyệt đối không tới mức như vậy. Quyết Dị Ương, có phải ngươi bỏ thuốc gì vào trong rượu không? Ngươi... Không phải ta, là Trưởng Đăng. Hắn đâu? Tối hôm qua, hắn ngồi ở phía bên để rượu của ba chúng ta, Hạ Mê Hùng Dược. Ta là vì từ nhỏ đã uống một loại bách qua giải độc hoàn nên mới tỉnh sớm hơn các người một chút. Tiêu rồi, ta bị tính kế rồi. Ý của ngươi, hắn là gian tế. Trưởng Đăng nhất định đã phát hiện ra bí mật gì, không muốn liên lụy chúng ta. Bánh bao, bánh bao nóng hổi đây. Bánh bao nóng hổi đây. Bánh bao nóng hổi đây. Bánh bao. Ông chủ, lấy ta một chén. Được thôi. Thái tử điện hạ, ngươi là người nào mà dám cản đường thái tử và Tề Dương để hắn qua đây? Thái tử điện hạ, Thảo Dương là người nào không quan trọng, khẩn cầu thái tử điện hạ nhanh chóng hồi phủ. Tại sao? Phía trước có mai phục của Thích Khách, xin Tề Dương và thái tử nhanh chóng hồi phủ. Tiểu tử, mau cút đi, đừng làm lỡ chính sự của bổn vương và thái tử. Điện hạ, ngài nhanh đi đi, không được qua cầu này. Điện hạ, tại sao lại không được qua cầu? Cũng không phải là cầu Nại Hà. Lý đại ca, huynh mau khuyên thái tử quay về, ta thấy phía trước có người mai phục. Nhanh bảo vệ chúng ta. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta trúng kế rồi, chạy nhanh. Đại ca, giết. Sư phụ, bắt lấy bọn chúng. Đi. Thần Thiên Trụ Dương, thỉnh an Tiểu Dương Tử. Lâu rồi không gặp, đều lớn thế này rồi. Đúng rồi, Đại Hoàng Tử cũng đến Trường An. Ngài ấy muốn gặp Tiểu Hoàng Tử, ngươi phải chăng đi cùng với ta? Thiên Trụ Dương, ngươi là đồ khốn. Ngươi đem người mai phục Trường An, ngươi đúng là lòng dạ lang sói. Ông trời đã định, ta ở Nha Môn Quyền vừa nhìn đã nhận ra Tiểu Hoàng Tử, cho nên muốn nghĩ cách câu dẫn chú ý của hắn, để hắn theo dõi ta. Sau đó một công đôi chuyện loại trừ các ngươi. Đê tiện, ngươi và ca ca ta đều quá đê tiện. Đa tạ Tiểu Hoàng Tử khen ngợi. Nếu ngươi nguyện ý giao ra bí thuật và tính vật, thần nguyện ý trước mặt Đại Hoàng Tử cầu xin cho ngươi. Ngươi đừng hòng. Được. Ngươi hôm nay sống cũng tốt, chết cũng tốt, nhất định đi cùng ta gặp Đại Hoàng Tử. Oh!
Lý đại ca. Dừng tay. Đây là người của ta. Các ngươi đều lui ra. Đại lý tự Khanh Sức La Hán tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, tên thiếu niên này, Sức La Hán, có. Tên thiếu niên này là thủ phạm mưu phản, bắt lại mau. Khoan đã, Thái tử, Tề Dương, vị thiếu niên này chỉ mới 19 tuổi, bất đắc dĩ cản xe việc cứu Thái tử, tại sao lại trở thành thủ phạm mưu phản? Mưu phản cái gì? Đứa nhỏ này là thư đồng của huyện bộ ta. Lẽ nào hai người các ngươi là đồng phạm mưu phản? Chờ chút, trên người hắn có chứng cứ mưu phản, một ngọc ban chỉ và một quyển sổ. Khám xét trên người hắn có ngọc ban chỉ hay không? Còn có một quyển sổ. Chỉ có ngọc ban chỉ, không có sổ. Thái tử Điện Hạ, theo luật pháp Đại Đường, nếu đây chính là chứng cứ mưu phản, bị giao tới hình bộ để đại lý tự thẩm xét. Nếu có liên quan đến nước khác, còn phải cùng Hồng Tốc Tư thẩm vấn, như vậy rất là phiền phức, nên hạ quan không thể đưa cho ngài. Tạ lỗi. Được rồi, được rồi, đem hai người bọn chúng đi. Ngươi, Thái tử thì sao? Khởi bẩm phụ hoàng, đại ca bị kinh hãi, hiện tại trong Đông Cung dưỡng bệnh. Thích khách đến từ đâu? Giết thái tử, có ý đồ là gì? Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn bẩm báo. Thích khách chính là âm mưu được sắp đặt công phu tại Tần Dương phủ. Có bằng chứng không? Quả tước phát nổ tại hiện trường chính là loại thuốc nổ hiếm thấy, bên ngoài rất ít, hiện tại chỉ có duy nhất một phần, tất cả đều giấu tại phủ Tần Dương. Xin phụ dương hạ lệnh niêm phong phủ khám xét. Bắt được là người nào? Khởi bẩm phụ hoàng, tên thiếu niên thổ cốc hồn 19 tuổi đó, ở Trường An đã ẩn nấp 3 năm. Ngoài ra còn có một người là đầy tớ của hắn. Bọn chúng, một người ẩn nấp ở Dạng Niên huyện nha, người kia ẩn nấp ở phủ Quốc Trì tướng quân, mưu đồ làm phản, âm mưu giết hại thái tử, đáng bị trừng phạt. Đại lý tự Khanh có ở đây không? Có thần. Người thấy như thế nào? Di thần nhiều lần đến Dạng Niên huyện nha, thấy thiếu niên đó thập phần thành thật đáng tin, không giống như là người có giả tâm. Hành bộ đại nhân có thể chứng minh, trong 3 năm hắn không thực hiện bất kỳ hành vi quấy rối nào. Hành bộ có thần, thiếu niên này cùng Tề Dương thật có liên quan, chưa từng qua lại,
Thiếu niên này phẩm hạnh đoan chính, với Tần Dương không thể so sánh được. Hay, các người không bị thích khách nhắm vào, từng người, chưa từng trải qua nên không hiểu. Khởi bẩm phụ hoàng, xin phụ hoàng lập tức hạ lệnh khám xét Tần Dương phủ. Nhi thần thỉnh chỉ, để nhi thần mang quan đi khám xét. Các huynh đệ đều vất vả rồi, đa tạ tiểu ca ca. Mộ sư phụ, thuốc này cứ 4 tiếng uống một lần, công lực sẽ hồi phục rất nhanh. Làm phiền quý cô nương rồi. Lúc đó không có cách này chứng minh mọi người trong sạch, nhưng chúng tôi nhất định đứng về phía các người. Lý đại ca, ta có phải rất ngốc, mắc bẫy của Thiên Trụ Dương? Ngươi là quá lương thiện rồi. Lý Nguyên Cát còn không bằng súc vật, sớm muộn có một ngày ta sẽ độc chết hắn. Trưởng Đăng, là hắn ca ca trả cho ngươi đây. Ngươi về nhà không trách phạt hắn chứ? Không thể, hắn cũng làm nhiệm vụ phải làm. Yên tâm, chúng tôi nhất định phải nhanh chóng cứu các người ra ngoài. Làm phiền các vị rồi. Lục soát kỹ cho ta. Người tìm ra quả điêu thưởng 500 lượng vàng. Rõ. Chú ý lễ tiết, không được kinh động Dương Phi. Ta đương nhiên là ai chứ, binh khí nhiều như vậy. Tam đệ và các vị đại nhân, đại giá quan lâm có gì thất lễ xin thứ lỗi. Chị dâu, ngươi không nên che giấu tang chứng. Tam đệ nói đùa rồi. Phủ Tần Dương và phủ Tề Dương cách xa như vậy, tam đệ đều rất ít qua lại. Hôm nay tam đệ không dễ gì đến đây, không ngại vào trong uống tách trà. Không cần đâu, chị dâu khách khí rồi. Hôm nay tôi có việc bên người. Đại nhân, không tìm thấy tang chứng. Làm sao đây tam đệ? Có tìm thấy vật nào không ổn? Làm phiền Dương Phi rồi. Đại lý Tự Khanh, có tìm thấy chứng cứ quả điểu không? Bệ hạ, di thần đã tìm trong phủ Tề Dương nhưng không tìm thấy quả điểu nào. Các nhi, ngươi có gì để nói không? Thái tử phi và nhi thần bị tập kích. Nếu bây giờ hung thủ còn ở bên ngoài đi qua đi lại, xin phụ hoàng hạ lệnh đem hai kẻ thích khách đã bắt được xử tử. Nếu không, nhi thần và thái tử sẽ căm phẫn không yên. Bệ hạ, là Tề Dương vu cáo Tần Dương trước, lại phải xử tử một thiếu niên, thật là không phải việc mà quân tử nên làm. Nhi thần và thái tử bị ám sát, nhi thần chỉ muốn góp một ý kiến. Tại sao không được? Tại sao không được? Ngay cả an nguy của nhi thần cũng không bảo vệ được, còn nói tới cái gì mà an cư lạc nghiệp, bá tánh thái bình. Phụ hoàng, người là hoàng thượng, quy danh của người đâu? Các nhi đừng làm loạn nữa, nói những lời vô sĩ. Hành bộ. Có thần. Đem hai người này ngày mai xử trảm, để lấy lại công bằng cho thái tử và Tề Dương. Bệ hạ, không bằng không chứng mà xử tử một thiếu niên, chuyện này không phải để thiên hạ chê cười sao? Thái tử bị ám sát chính là phải cho thiên hạ bá tánh một thuyết pháp. Ngay cả thái tử thân gặp nguy hiểm, vậy bá tánh an nguy của bá tánh thì thế nào? Tề Dương nói không sai,
Thái tử còn có thể gặp nguy, huống chi là bá tánh. Đại lý Tự Khanh giáng công cáo thiên hạ, ngày mai đem hai người đó xử trảm. Tránh ra. Cũ Gia Gia, người sao lại đến? Đồ vô dụng. Đại đường còn có luật pháp, dễ dàng đổi trắng thay đen. Người muốn làm cái gì? Tránh ra. Muốn gì? Đưa chìa khóa đây. Đưa chìa khóa đây. Lý đại ca, ngươi là muốn kháng chỉ, muốn tru di cổ tộc sao? Tịch thu tài sản, giết chết cả nhà, bởi vì sợ chết thì có thể quy phục cái ác sao? Ngươi đưa chìa khóa cho ta. Sức là hắn. Hôm nay ta chính là kháng chỉ, Lý đại ca. Gia gia của ngươi, thái gia gia của ngươi đều không sợ. Ngươi sợ chết thì nên cút khỏi gia tộc Sức La. Lý đại ca, như vậy có được không? Bây giờ không còn cách nào khác. Đây là thánh chỉ, kẻ ám sát là do thái tử không muốn bỏ qua, trừ phi có Tần Dương. Nhưng bây giờ Tần Dương không ở đây, ngươi trên người phải gánh vác trọng trách của phụ hoàng. Không thể chết như vậy được, ta không thể đi. Nếu ta đi, các người phải gánh tội chết cho ta. Muốn đi thì cùng đi. Được, ngươi đi cùng chúng tôi. Trưởng Đăng, đi thôi, chúng ta cùng nhau trốn thoát. Các người cũng không đủ ý tứ rồi. Như vậy mà đi, cuối cùng không phải là để ta giải quyết hậu quả cho các người sao? Được thôi, vậy đi cùng chúng tôi. Đi, tránh ra. Trưởng Đăng, chậm một chút. Cụ Gia Gia, ta cũng muốn đi cùng mọi người. Ngươi thật muốn đi? Ngoan ngoãn ở lại làm quan đi. Cụ Gia Gia, Cụ Gia Gia, Cụ Gia Gia. Đại nhân, ngài không sao chứ? Khởi bẩm bệ hạ, Dạng Niên quyền lệnh Sức La Kim sáng sớm hôm nay cùng Lý Ngự Phong uy hiếp đại lý Tự Khanh Sức La Hán, cứu đi phạm nhân chịu án tử. Người nói ai? Lý Ngự Phong? Không thể nào. Sự thật là vậy. Quan đường. Lý Tĩnh. Có thần. Điều động 3.000 binh lính truy bắt bọn chúng quy án. Báo. Điện hạ, Trường An có chuyện rồi. Nói. Đám ngốc cướp ngục này, đây không phải sự thật. Nhị ca muốn tạo phản sao? 3.000 binh lính. 3.000 sao? Ta lần đầu nghe nói. Bắt 5 người cần 3.000 binh mã. Điện hạ, cần để ta ngăn hắn lại trên đường không? Không cần đâu. Như vậy trái lại là rắn dễ thêm chân. Để người khác nhìn thấy sẽ dễ bị lộ sơ hở. Tên Lý Nguyên Cát này dám dở mánh khóe đê tiện. Hồ phó tướng. Có. Lập tức quay về thành Trường An, báo Lý Tĩnh tướng quân ở ngoài thành gặp ta. Nhận lệnh.
Hồ Diên tướng quân, có mặt tướng, ta phải lập tức quay về cứu người. Doanh trại này giao cho ngươi. Điện hạ xin yên tâm. Lui ra. Chúng ta sắp xếp lâu như vậy chính là vì bước tiếp theo ám sát nhị ca ta. Lý đại ca, ta đã xem qua phía sau, không có lính đuổi theo. Chúng ta cuối cùng trốn thoát rồi. Có gì mà vui? Đương nhiên rồi, ta trước đây luôn nói hy vọng có một ngày rời khỏi Trường An, cao chạy xa bay, nhưng không nghĩ đến là đi ra như thế này. Chúng ta cứ thử đi như thế này, đi tới nơi rời xa chúng giang hồ. Trưởng Đăng, rời khỏi Trường An ngươi vui không? Ta rất thích Trường An, nhưng thích hơn chính là ở cùng mọi người. Tốt, đi thôi. Đi, lên xe. Đi. Mạc tướng Lý Tĩnh tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Lý tướng quân miễn lễ. Tạ điện hạ, chuyện của Trường An ta đã biết, lần này làm phiền Lý tướng quân rồi. Điện hạ, Tề Dương cấu kết quốc sư Thiên Trụ Dương của Thổ Cốc Hồn, dăng bẫy Chưởng Đăng, bên ngoài là gì giúp đại hoàng tử lấy được tín vật quốc dương, thật ra là nhắm vào điện hạ người. Thần gần đây phát hiện trong thành Trường An xuất hiện nhiều kẻ ăn mặc quá dị. Quốc sư đó mang theo binh mã đóng quân ở ngoài ô, chỉ để truy bắt Chưởng Đăng. Người hình như ngày càng nhiều. Đây có lẽ là chủ ý xấu xa của tiểu tử Lý Nguyên Cát. Lý Ngự Phong xảy ra chuyện, ta nhất định quay về Trường An cứu hắn. Nói như vậy, hắn có thể cùng Thiên Trụ Dương. Trên đường ta quay về để hạ thủ ta cũng tốt. Vậy thì tương kế tụ kế. Điện hạ có dự kế nào? Mặt tướng nguyện nghe theo phân phó. Ngươi đem binh mã đóng ở ngoài thành, bí mật quan sát động tĩnh của thành Trường An. Nếu cần thiết, đem người xuống tay Lý Nguyên Cát. Rõ. Ngự Phong, ngươi đáng bị tội gì? Ta biết cướp ngục là tội chết, nhưng ta không thể dứt bỏ tiểu huynh đệ kết bái của ta. Điện hạ có thể mang tôi về. Thả bọn họ đi đi. Ngươi nỡ rời xa thành Trường An? 9 năm rồi, Trường An thật sự lưu lại cho ta rất nhiều hồi ức, nhưng bây giờ cũng dần cảm thấy xa lạ và chán ghét. Ngự Phong từ nhỏ rời nhà lang bạt, tứ hải là nhà, vẫn là thích những ngày tự do tự tại. Lần này mặc dù là cướp ngục bỏ trốn, nhưng thời khắc ra khỏi cổng thành, ta lại cảm thấy thật sự vui vẻ và giải thoát. Được. Ngươi cùng tiểu huynh đệ của ngươi là tình, vậy ngươi với ta thì sao? Sự việc lần này ta đều biết. Lý Nguyên Cát không biết đã kết giao với đám người ở phía Tây, làm mưa làm gió khắp nơi. Thực ra mục đích của hắn vẫn là ta. Những người khác
đều là dực tế. Sự diệt cướp ngục lần này, nếu ta là phụ quan, tuyệt đối không nhắc chuyện cũ. Điện hạ bây giờ nói những lời này, phải chăng là gì đã quá trễ? Chúng tôi tẩu thoát ra ngoài, bọn chúng chắc chắn phát lệnh truy nã chúng tôi đầy trên thiên hạ. Không trễ, các ngươi bây giờ chính là cùng với ta quay về với tên hồi mã thương đó. Vừa hay tương kế tụ kế. Các người lại đi cùng ta một đoạn thời gian, sẽ không quá lâu. Điện hạ, kế sách của ngài là... Ta đã loan tin đồn, vì để tránh thích khách, ta quyết định hóa trang thành thương nhân người Hán, quay về Trường An. Thiên Trụ Dương, nhị ca ta giả dạng thương đội người Hán đến đâu rồi? Trên quan đạo của ngoại thành, ta đã sắp xếp 500 cung nỏ thủ mai phục hai bên núi. Đợi thương đội người Hán đến gần, cung nỏ thủ sẽ phát tiễn, đem thương đội người Hán một mẹ hốt gọn. Đợi thương đội người Hán không còn người sống, ta có thể đưa binh bao vây hoàng cung. 3.000 binh mã của Lý Tĩnh có bắt được Lý Ngự Phong chưa? Không có tin tức. Tên Lý Ngự Phong này lúc nào trong thời khắc quyết định cũng xuất hiện làm hỏng việc. Đại hoàng tử, Lý Nguyên Cát đại sự đã thành. Chúng ta cùng với thương đội này lên đường về nước. Đợi chút, đợi thêm một chút nữa, Trường An này cũng có thay đổi lớn. Đến lúc đó, ta trực tiếp có thể sắc phong là vua. Vậy cũng không cần tìm cái tên đào tẩu chưởng đăng làm trái thánh chỉ đó. Đại hoàng tử nói có lý. Chúc mừng đại hoàng tử. Không, chúc mừng quốc vương. Ta thật không nghe tiếp nổi nữa. Việc hai người các ngươi suy tính thật đẹp. Đại ca, lâu rồi không gặp. Chưởng đăng, nhìn thấy tiểu thư đồng nhà chúng tôi, khiến ngươi sợ thành dáng vẻ như vậy. Lý Ngự Phong, các người giúp chưởng đăng bỏ trốn, đã bị đại đường truy nã rồi. Các người bây giờ là chó nhà chết chủ. Đem chưởng đăng giao cho ta, ta sẽ tha mạng. Lý đại ca, đừng phí lời với chúng. Đại hoàng tử, không cần lo sợ. Lý Thế Dân đã chết, bọn chúng đã không còn núi để dựa rồi. Thiên Trụ Dương, nếu ta nói Tần Dương bây giờ vẫn rất tốt. Lý Ngự Phong, ngươi mở mắt mà nhìn. Tần Dương Lý Thế Dân của các ngươi đã bị dạng tiễn xuyên tâm mà chết. Lý đại ca làm sao đây? Ngươi mà chúng ta dựa dẫm dạng tiễn xuyên tâm rồi, ta rất sợ. Lão Tặc,
Biết cái gì gọi là linh nhân không? Tần Dương sớm biết các ngươi ẩn nấp ở Trường An, cấu kết Tề Dương âm mưu làm loạn, cho nên ngày ấy cố tình tìm một linh nhân tướng mạo tương tự giả dạng. Người này vốn dĩ không phải là Tần Dương. Tần Dương thật ở đây. Quả nhiên là Tần Dương. Quả nhiên với chúng tôi bằng một kế hồi mã thư. Lý Tĩnh thì sao? Điện hạ, Sắt La Hán đã bí mật thông báo Lý Tĩnh tướng quân. Bây giờ Lý Tĩnh tướng quân có lẽ đã bao vây thành Trường An rồi. Tam đệ ta giúp binh đó không đủ phá vòng vây. 3.000 binh mã của Lý Tĩnh là ngươi và tam đệ tặng cho ta. Đại hoàng tử, nếu ngươi bây giờ khoanh tay chịu trói, ta có thể để cho ngươi một con đường sống. Nhưng tình quốc sư Thiên Trụ Dương này không được. Chỉ dựa vào 5-6 người các ngươi, e rằng không dễ. Các ngươi đi trước. Đi, ta đến giúp ngươi. Lên. Trưởng Đăng, đã đấu Dương huynh đủ đánh giết Tần, vậy đừng trách Dương huynh không khách khí. Hôm nay ta muốn báo thù cho mẹ ta. Trưởng Đăng, Trưởng Đăng, ngươi bình tĩnh chút. Trưởng Đăng, ngươi nghe Dương huynh nói, Dương huynh chưa bao giờ muốn giết ngươi. Ngươi còn nhớ lúc nhỏ Dương huynh đem ngươi đi Tinh Túc Hải bắt cá đúng không? Trưởng Đăng, ngươi ngàn dạng đừng mềm lòng. Hắn là kẻ thù giết hại mẹ ngươi, ta nên đánh hắn gần chết rồi bắt về cho hắn từ từ dày dò. Từ xưa tới nay, ngươi của hoàng tộc, không phải ngươi chết chính là ta chết sao? Ngươi còn không dám hạ thủ. Người phải chết chỉ có thể là ngươi. Nhưng hắn là ca ca của ta, ta không dám.
Anh hùng giang hồ, lớp lớp xuất hiện. Ta khổ luyện nhiều năm chưa từng nghĩ đến. Người trẻ tuổi như ngươi lại có trình độ võ công cao như vậy. Nếu không phải chúng ta chia thành hai phe, ta nguyện ý thu nhận ngươi làm đồ đệ. Chỉ tiếc, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Lý đại ca, cẩn thận. Lão gia quả, nhận một chưởng của ta. Tiểu cũ, tiểu cũ, tiểu cũ, tiểu cũ, tiểu cũ, tiểu cũ, tiểu cũ. Lý đại ca, Lý đại ca, độc của Quyết Dị Ương thật lợi hại. Tiểu cũ, tiểu cũ, Lý đại ca, ta không chết chứ? Không thể, ta mang ngươi đi tìm Quyết Dị Ương. Nhanh nhanh, đau, đau. Tiểu cũ, Lý đại ca, ngươi và Quyết Dị Ương phải bên nhau, ngươi phải cẩn thận chút. Cô ấy biết dùng độc, đối xử với cô ấy tốt một chút. Cô ấy là cô nương tốt, đợi cô ấy chữa trị cho ta khỏe. Chúng ta rời khỏi Trường An, mang theo chưởng đăng, sống những ngày như thần tiên. Lý đại ca, ta và ngươi lại cùng uống rượu. Được, được, chúng ta uống hết một giò. Quen biết ngươi, quen biết ngươi thật tốt. Tiểu cũ, ta còn muốn. Tiểu cũ, còn muốn. Tiểu cũ, còn muốn. Tiểu cũ, tiểu cũ, tiểu cũ. Tiểu cũ, tiểu cũ. Tề Dương, Thiên Trụ Dương quay về chưa? Vẫn chưa. Đây là ai? Hình như là binh mã của Lý Tĩnh tướng quân. Lý Tĩnh,
theo lệnh của Tần Dương Điện Hạ, bắt lấy Tề Dương. Rõ. Người đâu? Đêm. Ai dám phản kháng sẽ bị trừng phạt. Ngươi đến tường thành làm cái gì? Thiên Trụ Dương. Tên Thiên Trụ Dương này là ai? Còn đến tường thành xem chiều tà. Thiên Trụ Dương, con không quen. Mọi người sao không ăn? Nghi ngờ món ăn ta nấu không ngon. Món gà luộc này là món Kim Nguyên Bảo thích ăn nhất. Vẫn còn vài cái quả điểu, ta đi lấy. Đi, chúng ta đi đốt pháo. Nhưng bây giờ là ban ngày. Nếu như là ban đêm, sức Lăng Kim không nhìn thấy được. Tiểu tử đó mỗi tối rượu chè be bét rồi. Cho dù đi đến một nơi khác, hắn cũng nhất định không thể nhàn rỗi. Hắn sao có thể tối đến xem được? Ta đốt pháo qua cho hắn. Ngự Phong, Điện Hạ, giờ đây Giang Sơn Đại Đường vẫn bấp bênh như cũ. Ngài đã trải qua quá nhiều nghi kỵ lừa dối, sinh ly tử biệt. Ta biết. Năm đó Ngài từng nói Ngài muốn là người để thiên hạ bá tánh mãi hưởng thái bình. Ta tin Ngài có thể làm được. Ngự Phong, ngươi còn nhớ câu Thiểu vô quát tục dần, tính bụng ái khâu sơn. Hai người chúng ta không biết còn có cơ hội cùng nhau tiếu ngạo giang hồ. Tiểu trưởng Đăng, ca ca tỷ tỷ các người đến quán rượu đó, nghe lén ta cùng với sư phụ nói chuyện phải không? Tiểu trưởng Đăng, ngươi sao có thể nghĩ ca ca tỷ tỷ như vậy? Chúng ta không có. Lý đại ca, đợi mọi người rời khỏi Trường An rồi, ta đi tìm các người, cùng với mọi người đi Ngao Sơn Ngoạn Thủy. Cái gì cũng không cần, tùy ngươi thôi. Trưởng Đăng, người đó bộ dạng vội vàng. Ca ca tỷ tỷ đều cảm thấy Trưởng Đăng chúng ta phong thái hiên ngang, trí tuệ hơn người. Vừa nhìn là biết không phải người thường.
Ngươi sao? Bây giờ xem như theo ta vào giới quan trường rồi. Không chừng sau này ngươi có hứng thú với việc triều chính. Đến khi đó thân mang trọng trách sẽ có một đống thành tựu. Loại quan trưởng này tranh đấu vô gì, chỉ có Tần Dương mới có thể háo hức theo đuổi. Tiểu chưởng đăng chúng ta sao lại thích chứ? Quyết Dị Ương, Tần Dương, ngươi đều dám nói. Nói thế nào ngày ấy cũng là Dương. Đợi thêm một năm, năm sau chúng ta nhất định rời khỏi Trường An. Năm nay là năm nào? Năm Dọ đất cũ, trí nhớ tồi nè. Đúng đúng đúng. Các người xem, có người bắn pháo qua. Nào, xem. Đều đi rồi. Cũng không thể quay lại rồi.